Lưng em nhá. Bây giờ em xin phép em tiếp tục bộ môn gọi là Mở Dương Kiếm Đồ. Vâng, series gọi là đang hot ở thời điểm hiện tại, bởi vì chúng ta cần rất nhiều những phôi ngon. Và em trưởng vẫn đang tiếp tục đi tìm cho mình cái phôi là cái đao hệ kim, cộng thêm cái giày thủy đai lưng hỏa, để em trường ép một trang bị gọi là phải gọi là OTK nhất nha anh em. Đầu tiên em xin mở 40 dương trang bị và 114 dương đã ẩn hiện. Vâng, bắt đầu vào chương trình anh em nhá. Làm bình thiên sơn cho nó mát ruột này. Ý vâng, nào đao trước, gửi áo mộc rồi kim. À, mộc xong lấy làm gì? Ồ. Ừ. Chỉ ba dòng hỏa, ba dòng rồi. Cái song đao này có người cần ép thì mình để lại nhé. Nhưng trước có anh nào hỏi mua cái song đao ba dòng. Cái vũ khí hỏa ba dòng anh để lại làm gì? Thế nhưng hôm trước bảo có ai cần mà đúng không? Làm gì ai cần? Hỏa ba dòng thì mặc mẹ alu xanh. Vứt đi. À. Ở đai lưng thủy này thì ngon rồi. Đai lưng thủy, đai lưng hỏa này là binh luôn này. Đai lưng hỏa là cần luôn này. Áo thủy. Ô. Đéo anh đèn lắm. Đèn cái gì? Ui giời ơi mày. Đèn lắm. Đỏ ăn tất, đèn đỏ gì? Đèn như nhóc gì chả. Cái thế nhỏ. Ôi, Khổng Tức Linh nhá. À, Khổng Tức Linh thì là có đèn cái ăn. Khổng Tức Linh hệ kim là thấy mẹ luôn á. Ôi ôi, đèn toàn hai vào dòng này. Đây. Kim, ui, kim hai dòng, cái lầm má. Chạy theo. Anh Trường ơi, chạy theo em ra cho em mà mở này. Ôi, mới Khổng Tức Linh kim hai dòng mới đau chứ. Chỗ lồn này, ngon lắm. Ôi, chứ nó mà bốn dòng là được rồi. Thở ấy vào. Tiêu vãi lùn đoán tôi chỉ bao lòng mà em chưa mua món nào năm dòng đấy. Lấy vừa giày kim năm dòng nghĩa rồi. Đen thì áo nè. đen cái gì đỏ này thì tận đấy em. Cái hỏa bốn dòng. Hỏa bốn dòng này đéo thua em ạ. Áo nó khó ép lắm. Hỏa phải năm dòng. Hỏa đi ưu tiên năm dòng. Ui giời này, thổ này. Ủa. Mày có ép không? Không, thì phải ép làm đéo. Mộc này được, đai lưng mộc này thì được. Đai lưng mộc này thì ép được. Đai lưng mộc này. Bây giờ mày em mở full cái dương kia đi. Được có 2 dòng, được có 2 món. Nhét xuống số 1 mà mở. Được à? Được. Không được. Đắt đeo tu đi thì mẹ nhìn ngách biết rồi. Đắt hẳn đeo auto VLBS đi. Ép nó rồi. Tôi có hạn sử dụng em ơi. Có hạn á? Ừ. Ôi thế thôi. Hạn đi mở được gì? Bỏ qua hạn đi. Cố hạn ép luôn thì đéo ấy được. Không để được. Được một phần. Qua đây. Phần này thì bán mẹ đi, cái dương thì giữ lại lúc nào cần thì mở thôi đúng không em? Thế thôi. Bây giờ thì bà để đéo để được. Thế có hạn sử dụng. Thế nhỉ? Trường mới rồi. Ừ,
Thế hôm nay hơi thất bát tí anh em, có được cái nỏ không tướng linh kim rồi đấy, được cái giống bịp tiến bịp quá anh em. Bye bye anh em nhé, hẹn anh em video clip tiếp theo. Bye bye anh em.